Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bắt đầu phúc âm theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Từ nguyên thủy đã có ngôi lời, và ngôi lời vẫn ở với Thiên Chúa, và ngôi lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy, mọi vật đều do người làm nên. Và không có người thì chẳng vật chi đã được tác thành, trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại, sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông minh chứng về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng. Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết người. Người đã đến nhà các gia nhân người, và các gia nhân người đã không tiếp nhận người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận người, thì người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra. Và ngôi lời đã hóa thành nhục thể, và người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của người. Vinh quang người nhận được bởi Chúa Cha như của người con một đầy ân sủng và chân lý. Gioan làm chứng về người khi tuyên xưng rằng: đây là đấng tôi tiên báo, người đến sau tôi nhưng xuất hiện trước tôi, vì người có trước tôi. Chính do sự sung mãn người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác. Bởi vì Chúa ban lời luật qua Môi-se, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Đức Giê-su Ki-tô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính con một Chúa đứng ngự trong Chúa Cha sẽ mặc khải cho chúng ta. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa anh chị em, nếu có dịp chúng ta nhìn vào một bức tranh nào đó nơi Thánh Gioan, thì chúng ta sẽ thấy một con linh thú đứng kế bên, đó là con chim đại bàng hay là con chim ưng nào đó. Người ta biểu tượng Thánh Gioan bởi những con đại bàng, con chim ưng, bởi vì những con vật đó bay bổng, bay cao ở trên bầu trời. Cho nên những lời văn của Thánh Gioan được viết ra trong trang tin mừng mà chúng ta vừa nghe rất trừu tượng, rất là bay bổng, nhưng không phải là khó hiểu đâu. Lúc khởi đầu, Gioan thích sử dụng cái từ rất có tính cách về Thánh Kinh. Ngài viết lúc Thiên Chúa không có sự khởi đầu, từ nguyên thủy. Nhưng mà người là khởi đầu phát xuất vĩnh cửu của sự sống mới. Người là Thiên Chúa của mọi sự khởi đầu. Thiên Chúa có bốn sự khởi đầu của thế giới, chúng ta xem. Khởi đầu của sự sáng tạo, khởi đầu của màu nhiệm nhập thể, khởi đầu của sự phục sinh, và khởi đầu của sự quang lâm, bắt đầu cuộc sống vĩnh cửu, sự bắt đầu được vĩnh cửu hóa trong cuộc sống này. Chứ tất cả những sự khởi đầu của chúng ta, ngôi lời đã ở nơi Thiên Chúa. Có thể nói đây là một mặt khải đầu tiên của đoạn mở đầu mà Gioan muốn cho chúng ta nghe. Cũng như thế, đoạn mở đầu bắt đầu bằng câu nói ngôi lời vốn có ở nơi Thiên Chúa, và kết thúc bằng câu có một con một ở nơi Thiên Chúa. Chính trong lúc nói về dòng dõi Thiên Chúa của mình mà Chúa Giê-xu đã mặc khải cho chúng ta biết mầu nhiệm của Thiên Chúa duy nhất, Ngài là Thiên Chúa của ba ngôi. Mặc khải thứ hai liên quan đến chúng ta, đó là ngôi lời có thể biến đổi những ai người tiếp nhận thành con cái Thiên Chúa. Người có thể biến đổi những ai người tiếp nhận. Con người là gì?
Con người là gì mà Chúa muốn biến họ trở nên con cái của Ngài? Chúng ta thân phận chúng ta là gì mà Chúa đã muốn biến chúng ta thành con cái của Chúa? Thật là điều không thể tin được, thật là điều không thể tưởng tượng được. Nhưng đối với Chúa được hết. Ngôi lời luôn luôn hiện diện giữa loài người. Ngài là sự sống và ánh sáng của họ. Ngài ở giữa thế gian và thế gian không biết Ngài. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đã quyết định một sự hiện diện khác. Con Thiên Chúa đến trong cuộc sống của chúng ta bằng cách trở thành một con người. Chúa Giê-xu đã nói, ai thấy ta là thấy Cha ta. Ai biết nhìn vào Chúa Giê-xu thì thấy vinh quang của Người giống vinh quang của Cha Người. Chúng ta là những con người khi sống ở thế gian này, là những người tiếp nhận Ngài, tiếp nhận Thiên Chúa, tiếp nhận ngôi lời nhập thể, tiếp nhận sự sống trong cuộc đời, sự sống thần linh, ơn cứu độ trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta không phải có là những người loan báo Ngài cho những người khác nữa. Không phải bằng những tranh luận thần học, mà bằng chứng tá sống với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nếu chúng ta tin vào thần tính của Chúa Giê-xu Kitô, chúng ta có niềm tin vào Ngài và có ước muốn yêu như Người đến độ, có ai gặp gỡ chúng ta sẽ bị thu hút, yêu như Người mình yêu vậy. Cho nên chúng ta có thể nói, được Thiên Chúa yêu thương, được Thiên Chúa gìn giữ, được Thiên Chúa cứu độ chúng ta, ban bình an và hạnh phúc trong cuộc sống này, thì đó là cái niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời mà mọi người hằng mong ước. Ngôi lời ở mãi với chúng ta, đứng Emmanuel sẽ ở giữa chúng ta luôn mãi. Quan trọng là chúng ta luôn biết mở lòng mình ra, hãy mở lòng mình ra, mở cửa nhà mình để đón Ngài vào. Chứ đừng chúng ta đừng có xua đuổi Ngài đi, phải tiếp nhận Ngài trong từng ngày sống. Có như thế thì đời sống của chúng ta mới được bình an và hạnh phúc. Amen. Anh chị em thân mến, Cory là một tác giả nổi tiếng viết những chuyện trong tù của Đức Quốc gia đã kể lại. Bà và một người chị tên là Betsy bị đưa vào một trại tập trung. Khu vực trại hai người bị giam thật là đông đúc, dơ bẩn và kinh khủng nhất là đầy bọ chét. Cô chị rất tin tưởng vào Chúa, vẫn nhắc em phải tạ ơn Chúa dù chúng ta đang ở trong một trại tù ác độc và đầy bọ chét. Cô em không chịu được nhưng miễn cưỡng nghe lời chị. Những tuần lễ sau đó họ cảm thấy khu vực trại giam của mình ở dường như sự canh gác được thả lỏng, thậm chí họ còn dám tổ chức đọc kinh cầu nguyện. Đây quả thật là một nơi cư trú an toàn cho họ trong phong ba của cuộc đời tù đầy. Vài tháng sau, họ biết được là bọn lính gác không dám bén mảng đến khu vực của họ bởi vì khu vực này đầy bọ chét kinh khủng. Hôm nay là ngày cuối của năm dương lịch, là ngày cuối của tuần bát nhật lễ Giáng sinh. Nhìn thấy hai cô gái trong hoàn cảnh khốn nạn kia còn biết cảm ơn Chúa và nhìn thấy ý Chúa và những ơn lành ban cho chúng ta trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, chúng ta nhận ra lúc nào chúng ta cũng ở trong tình yêu của Chúa. Chúng ta không chán nản và sợ sệt vì Đức Kitô là ngôi lời đã là nên xác phàm hóa thành nhục thể ở giữa chúng ta, như Thánh Gioan đã viết trong những lời đầu của tin mừng mà phúc âm chúng ta mới nghe. Ngài là ánh sáng chiếu vào nơi u tối. Chỉ có chúng ta không nhận ra ánh sáng của Ngài, người nhà không nhận ra khi Ngài trở về trong căn nhà của mình. Ngài ban cho chúng ta niềm hy vọng đang khi chúng ta chìm ngập trong u tối, thế mà chúng ta vẫn không nhận ra Ngài. Và ngôi lời đã hóa thành nhục thể để cư ngụ giữa chúng ta. Ngài đồng hành với chúng ta, với Ngài thì cho dù sóng gió có bao phủ chúng ta cũng không hề
cảm thấy nguy hiểm. Với Ngài thì dù có tâm tối phủ kín, chúng ta cũng có ánh sáng để bước đi qua cái con đường hầm đấy. Với Ngài thì dù có thử thách thất bại ngập tràn, thì chúng ta có quyền hy vọng. Hôm nay là ngày cuối của một năm dương lịch. Giáo hội muốn chúng ta mặc lấy thái độ hân hoan và lạc quan. Bài ca trên môi miệng của chúng ta không còn là một bài ca bi ai, mà lột một bài tạ ơn Chúa, ngợi khen Chúa, cám tạ hồng ân. Anh chị em thân mến, có một cô gái trẻ kia bị mù đôi mắt, và thế là cô căm ghét tất cả mọi người, ngoài trừ một người bạn trai đáng yêu luôn ở bên cạnh và an ủi cô mỗi ngày. Cô ao ước được sáng đôi mắt và cưới người bạn ấy làm chồng. Rồi một ngày nọ, anh ta báo cho cô biết có một người tặng cô một đôi mắt. Và sau một cuộc phẫu thuật thành công, việc đầu tiên của cô là cô muốn tìm cái người mà cô yêu. Và người ta dắt cô ta đến với một người con trai tội nghiệp, giọng nói đấy nhưng lại chập chững trong bước chân. Cô gái đã thật sự bị sốc khi thấy anh này cũng mù, và cuối cùng cô từ chối và không giữ lời hứa của mình. Người bạn trai của cô đã ra đi trong nước mắt, và sau đó anh viết cho cô một lá thư chỉ với một hàng chữ: hãy giữ gìn và chăm sóc đôi mắt mà anh tặng cho em. Đây là một câu chuyện nói về sự thay lòng đổi dạ của con người khi mà cuộc đời của họ có những thay đổi. Rất ít người nhớ đến cuộc sống cũ của họ, rất ít người nhớ đến những người đã ở bên cạnh mình trong một thời gian khó khăn nhất. Còn chúng ta, cuối một năm đi qua một thời gian đừng quên ơn Chúa. Ngài đã đi với chúng ta một năm qua, Ngài còn đi với chúng ta suốt cả cuộc đời. Ngài cho chúng ta chính đôi mắt của Ngài để chúng ta nhận ra ánh sáng, nhận ra đường đi. Ngài cho chúng ta chính cuộc sống của Ngài khi Ngài chết trên thánh giá để cho chúng ta được sống. Amen.